Xin chào các bạn, hôm nay Đức Huy Lê Challenge sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm if nồng nhau kết hợp với hàm and trong Excel. Trên đây là bảng doanh số viên với mức chỉ tiêu là 125 triệu Việt Nam đồng. Yêu cầu của bài toán là chúng ta cần xác định số tiền thưởng cho mỗi nhân viên với điều kiện nếu như doanh số nhỏ hơn 70% mức chỉ tiêu doanh số 125 triệu thì sẽ không được thưởng. Nhỏ hơn 70% chỉ tiêu thì sẽ không được thưởng. Nếu doanh số đạt từ 70 đến 79,9% mức chỉ tiêu thì thưởng 1,5% của mức 70% chỉ tiêu doanh số. Nếu doanh số đạt từ 80 đến 89,9% mức chỉ tiêu doanh số thì sẽ được thưởng 1,5% của mức 80% chỉ tiêu doanh số. Nếu doanh số đạt từ 90 đến 99,9% mức chỉ tiêu doanh số thì sẽ được thưởng 1,5% của mức 90% chỉ tiêu doanh số. Nếu doanh số đạt từ 100 đến 109,9% mức chỉ tiêu doanh số thì sẽ được thưởng 1,5% của mức 100% chỉ tiêu doanh số. Nếu doanh số đạt từ 110 đến 125% mức chỉ tiêu doanh số thì sẽ được thưởng 1,5% của mức 110% chỉ tiêu doanh số. Nếu doanh số đạt trên 125% mức chỉ tiêu doanh số thì sẽ được thưởng 1,5% của mức 125% mức chỉ tiêu doanh số. Để xác định số tiền thưởng cho nhân viên trong bài toán này, chúng ta có thể sử dụng hàm if nhiều điều kiện kết hợp với hàm and. Tuy nhiên, không phải phiên bản nào cũng có hàm if nhiều điều kiện. Do đó, tôi sẽ sử dụng hàm if lồng nhau kết hợp với hàm and. Và ở đây ta sẽ tính cho nhân viên đầu tiên bằng if. Như chúng ta đã biết thì hàm if gồm có 3 đối số. Đối số thứ nhất là đối số về điều kiện. Đối số thứ hai là kết quả trả về nếu điều kiện là đúng. Và đối số thứ ba là kết quả trả về nếu điều kiện sai. Ở đây với điều kiện thứ nhất thì ta sẽ có là ô D5 nhỏ hơn 70% của mức chỉ tiêu doanh số, tức là nhỏ hơn 0,7 nhân với 125 triệu. Ở đây tôi đã chuyển sang cách võ tiếng Việt nên là sẽ là 0,7. Còn nếu các bạn chưa chuyển thì các bạn phải ghi là 0,7. Sẽ nhân với ô ở đây mức chỉ tiêu doanh số ở đây sẽ là 125 triệu, tức là ô D18. Tuy nhiên, do khi chúng ta copy công thức xuống bên dưới mà cái ô D18 này yêu cầu là sẽ không thay đổi, do đó ta phải cố định khi nhân với ô D18 bằng cách dùng dấu đô phía trước, ví dụ đô D xong đô 18. Đấy, như vậy khi copy công thức thì cái ô D18 nó sẽ không bị thay đổi sang D19, D20 mà vẫn cố định. Đối số thứ hai sẽ là kết quả trả về nếu là đúng. Vậy nếu nhỏ hơn 0,7 của mức chỉ tiêu doanh số thì sẽ là không được thưởng. Cái chữ không thưởng này chúng ta sẽ để trong dấu ngoặc kép. Và đối số thứ ba là kết quả trả về nếu D5 lớn hơn hoặc bằng 0,7. Như vậy ở đây ta sẽ sử dụng hàm if, bởi vì trên 0,7 thì nó có thể các cái điều kiện tiếp theo. Ở mức được thưởng đầu tiên là điều kiện lớn hơn 70% và nhỏ hơn 79,9% mức chỉ tiêu doanh số. Do đó, ta sẽ sử dụng hàm và, tức là hàm and đấy. Ô D5 lớn hơn hoặc bằng 0,7. Lớn hơn bằng 0,7 nhân với đô D đô 18. Ở đây nếu như các bạn không muốn viết chữ đô D đô 18 thì các bạn có thể nhân trực tiếp với số 125 triệu. Tuy nhiên cái việc nhập này sẽ lâu hơn là cái việc nhập là đô D đô 18. Và cái thứ hai của hàm và đó là D5 nhỏ hơn 0,799 nhân với đô D đô 18. Và chúng ta đóng ngoặc của cái hàm và này, tức là hàm điều kiện của cái hàm if lồng thứ hai. Các bạn lưu ý rằng đây là phiên bản 2013, do đó phân cách giữa các đối số sẽ là dấu chấm phẩy. Thì các phiên bản khác có thể các bạn phải đánh là dấu phẩy. Thế thì đối số thứ hai của cái hàm if này sẽ là kết quả trả về nếu điều kiện đúng.
Như vậy ta sẽ lấy 0,015, tức là 1,5% đó, nhân với 70% của mức chỉ tiêu doanh số, tức là nhân với 0,7, nhân với đô D đô 18. Bây giờ ta sẽ sang đối số thứ ba của cái hàm íp lồng này, tức là khi mà doanh số lớn hơn 80% đó, thì ở đây ta sẽ skip này, sau đó n mở ngoặc D5 lớn hơn hoặc bằng 0,8 nhân với đô D đô 18. Và cái điều kiện nữa là D5 nhỏ hơn 0,899 nhân với đô D đô 18. Và chúng ta sẽ đóng ngoặc cái hàm n này lại. Nếu như mà cái điều kiện này đúng, tức là từ 80 đến 89,9% ấy, thì kết quả chạy về sẽ là 1,5% của mức 80% chỉ tiêu doanh số. Do đó ta sẽ lấy là 0,015 nhân với 0,8 nhân với đô D đô 18. Và nếu như cái điều kiện này mà sai ấy, tức là lớn hơn 90%, thì ta lại tiếp tục dùng hàm if tiếp, và ở đây lại dùng hàm and. And ở đây sẽ là ô D5 lớn hơn hoặc bằng 0,9 nhân với đô D đô 18, và tiếp dấu chấm phẩy, và là D5 nhỏ hơn 0,999 nhân với đô D đô 18. Và sau đó ta sẽ đóng ngoặc cái hàm n này lại, nhân với đô D đô 18. Giờ ta đóng ngoặc hàm n lại. Nếu như cái điều kiện này đúng thì sẽ được thưởng là 1,5% của mức chỉ 90% chỉ tiêu doanh số. Do đó sẽ là 0,015 nhân với 0,9. Và nhân với đô D đô 18. Nếu như các cái điều kiện trên đây vẫn chưa đúng thì ta lại tiếp tục if tiếp. Và ở đây sẽ là hàm and tiếp. N ở đây sẽ là D5 lớn hơn hoặc bằng 100%, tức là lớn hơn bằng 1 nhân với đô D đô 18. Chấm phẩy D5 nhỏ hơn 0,099 nhân với đô D đô 18. Tức là với điều kiện này, tức là sẽ là từ 100% đến 109,9% đấy. Nếu như cái này mà đúng thì sẽ trả về cái kết quả trong đối số thứ hai của hàm if lồng con này sẽ là 0,015 với 1, tức là nhân với 100% mức chỉ tiêu doanh số, 1 nhân với đô D đô 18. Đô 18. Và sang đối số thứ ba, nếu như là sai thì ta lại tiếp tục dùng hàm if tiếp. Ở đây sẽ là if và tiếp tục hàm and. And. And ở đây là từ 110 đến 125%, do đó là sẽ là ô D5 lớn hơn hoặc bằng 1,1 nhân với đô D đô 18. Chấm phẩy. Và D5 nhỏ hơn 1,25 nhân với
Đô đê đô 18. Sau đó, ta đóng ngoặc hàm n lại. Và nếu điều kiện này đúng, sẽ được thưởng là 1,5%, tức là 0,015 của 110% chỉ tiêu doanh số, tức là sẽ nhân với 1,1 nhân với đô D đô 18. Và sang cái đối số thứ 3, nếu như cái điều kiện này sai, tức là sẽ còn là trên 125%, thì ta sẽ nhân luôn là 0,015 nhân với 1,25 nhân với đô D đô 18. Và như vậy là xong tất cả các điều kiện. Và ở đây ta sẽ đóng ngoặc các cái hàm if vào. Ở đây ta sẽ đếm xem có bao nhiêu hàm if thì sẽ có bấy nhiêu dấu ngoặc. Ở đây ta sẽ đếm số hàm if. Như vậy ở đây ta sẽ quan sát thấy rằng là sẽ có 6 hàm if. Có 6 hàm if. Do đó ta sẽ đóng ngoặc 6 lần. Sau đó các bạn nhấn Enter. Như vậy là nhân viên đầu tiên là nhân viên Lê Đức Huy sẽ được thưởng là 1.875.000 đồng. Bây giờ ta sẽ copy công thức cho các nhân viên phía bên dưới. Đấy. Và ở đây khi ta copy công thức thì ta sẽ thấy được là ưu điểm của cái việc chúng ta cố định đô D đô 18. Thì khi mà cái ô D5 thay đổi từ D6, D7, D8 vân vân thì ô D18 cũng sẽ không bị thay đổi theo. Mặt khác, ta đã đặt mức chỉ tiêu doanh số là 125 triệu vào ô D18. Do đó, khi sử dụng công thức thì ta sẽ không phải nhập nhiều lần cái số 125 triệu mà chỉ nhập số D18 thôi. Và khi mà cái chỉ tiêu doanh số này thay đổi thì ta cũng chỉ thay đổi trong ô D18 chứ không phải thay đổi trong công thức nữa. Đó là một tiện lợi khi các bạn đặt mức chỉ tiêu doanh số là một cái ô nào đó. Như vậy, trong video này, Đức Huy Lê Challenge đã hướng dẫn xong các bạn cách tính lương thưởng theo doanh số trong Excel bằng cách sử dụng hàm if lồng nhau kết hợp với hàm and trong Excel. Đề nghị các bạn kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video này để xem thêm các tuyệt chiêu trong Excel và tải file Excel hành trên máy của bạn. Đồng thời, kích vào nút đăng ký dưới video này để đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Challenge. Xin chân thành cảm ơn.